năm 1947, chính phủ Mỹ đã bắt được một người ngoài hành tinh tên là Elle và tìm cách giao tiếp với cô ta. Thông qua một nữ y tá tên là Matilda, họ đã có thể nói chuyện được với Elle bằng phương thức thần giao cách cảm. Nhưng chưa thỏa mãn với kết quả này, chính phủ Mỹ muốn dạy cho Elle học tiếng Anh để giúp cho quá trình thẩm vấn dễ dàng hơn. Vậy người ngoài hành tinh đã học tiếng Anh như thế nào? Và cô ta đã cung cấp cho chính phủ Mỹ những thông tin gì về vũ trụ và lịch sử nhân loại? Hãy cùng theo dõi trong tập hôm nay của Hành trình bí ẩn. Chào các bạn! Trong tập trước, cuộc phỏng vấn người ngoài hành tinh, chúng ta đã tìm hiểu về cuộc bắt giữ và phỏng vấn người ngoài hành tinh tên là Elle của chính phủ Mỹ bằng cách sử dụng thần giao cách cảm. Nhưng trong quá trình phỏng vấn, họ vấp phải hai vấn đề. Một là thần giao cách cảm chỉ có thể truyền tải được những câu hỏi đơn giản, chung chung mà không thể bàn luận các vấn đề cụ thể. Hai là người ngoài hành tinh cũng tỏ ra rất thận trọng và không muốn trả lời các câu hỏi của giới quan chức Mỹ. Điều này khiến quân đội Mỹ vô cùng sốt ruột. Và chỉ có một giải pháp duy nhất được đưa ra, đó là phải dạy cho Elle tiếng Anh. Và bất ngờ là Elle đã đồng ý ngay mà không cần thuyết phục. Elle học tiếng Anh. Các chuyên gia Mỹ đã chọn một cuốn sách vỡ lòng được người Mỹ sử dụng để dạy trẻ em trong thế kỷ 19 và có ảnh hưởng rất lớn đến tư duy của trẻ em Mỹ. Đó chính là bộ sách Tập đọc tổng hợp của Mark Guffey. Trong sách có rất nhiều hình ảnh mô tả mối quan hệ giữa trẻ em và gia đình, thầy cô, bạn bè và động vật. Đồng thời cũng truyền tải những quan niệm đạo đức truyền thống của người Mỹ như trung thực, nhân hậu, chăm chỉ, tiết kiệm, sự dũng cảm, lòng yêu nước và cuối cùng là sự tôn kính Thượng Đế. Cuốn sách giáo khoa này không chỉ dạy từ vựng mà còn hàm chứa những giá trị của người Mỹ và văn hóa Mỹ. Người ngoài hành tinh Elle có vẻ rất thích đọc sách và học hành rất chăm chỉ. Hàng ngày, nữ y tá Matilda đọc to các câu chuyện trong sách cho Elle nghe trong 14 tiếng. Và sau đó, Matilda đi ngủ, còn Elle tự ôn bài trong 10 tiếng còn lại mà không cần ngủ, bởi vì người ngoài hành tinh không cần đi ngủ mà vẫn khỏe mạnh. Sáng hôm sau, khi Matilda đến, thì Elle đã đọc thuộc lòng tất cả các bài đọc trước và đang tự học bài mới rồi. Sau 3 ngày, Elle đã hấp thu tất cả các kiến thức trong 7 tập sách. Sau đó, Elle bắt đầu tự học bách khoa toàn thư Britannica mà không cần Matilda trợ giúp. Elle đặc biệt yêu cầu Matilda mang đến những cuốn sách có tranh vẽ minh họa vì cô ta có thể hiểu được sự vật cụ thể từ những bức tranh. Sau đó, chính phủ Mỹ bèn huy động sách từ tất cả các thư viện quốc gia cho Elle đọc. Cô đọc tất cả mọi thứ về thiên văn, địa lý, lịch sử loài người, khảo cổ học, toán học và cả các tác phẩm văn học, tiểu thuyết, v.v. Matilda còn cố ý đưa cho Elle đọc cả cuốn Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Nhưng đọc xong thì Elle không có bình luận gì. Sách được chất thành chồng để Elle đọc và cô đọc rất nhanh, đọc đâu nhớ đấy. Cô chia sẻ với y tá Matilda rằng những cuốn sách mà cô thích nhất là Alice ở xứ sở thần tiên, Don Quixote, Cuộc phiêu lưu của Gulliver, Nghìn lẻ một đêm và cả Peter Pan, vì những cuốn sách này cho thấy việc sở hữu một tâm hồn tuyệt vời và óc sáng tạo quan trọng hơn nhiều so với việc sở hữu các kỹ năng hoặc sức mạnh. Vào ngày thứ 16 kể từ sau khi chính phủ Mỹ đưa Elle về căn cứ, trong khi đang đọc một cuốn sách, Elle đột nhiên gấp sách lại và nói với Matilda, "Tôi đã sẵn sàng để nói chuyện." Lời khai của Elle. Khi ấy Matilda hỏi, "Bạn đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của chúng tôi chưa?" Nhưng Elle trả lời, "Không, tôi sẽ không trả lời câu hỏi, mà chỉ đưa ra những thông tin mà tôi cho là hữu ích đối với nhân loại mà thôi." Elle kể rằng, cô đến từ một xã hội văn minh xa xôi và cổ xưa ở ngoài không gian, được gọi là The Domain, tức là vùng lãnh thổ. Vùng lãnh thổ quản lý một số lượng khổng lồ các thiên hà, bao phủ 1/4 toàn bộ vũ trụ hữu hình và đã tồn tại hàng nghìn tỷ năm. Khoảng 10.000 năm trước, các lực lượng viễn chinh trên vùng lãnh thổ đã bắt đầu đến thăm giải ngân hà. Vùng lãnh thổ đã đào tạo Elle thành một phi công và kỹ sư, sau đó điều cô đến trái đất. Nhiệm vụ lần này của cô là điều tra vụ thử vũ khí hạt nhân diễn ra ở New Mexico, Mỹ.
Vào ngày 16 tháng 7 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới đã phát nổ tại đây, nhưng đĩa bay của cô lại bị sét đánh và rơi xuống Roswell. Elle cho biết, con người thật của cô tồn tại ở dạng linh hồn. Khi các nhiệm vụ được thực hiện trong không gian, thì cô và đồng nghiệp khác sẽ sống trong lớp vỏ người ngoài hành tinh Gray. Những lớp vỏ này được làm bằng vật liệu tổng hợp, bao gồm một hệ thống thần kinh điện tử rất nhạy cảm và khớp với một làn sóng điện tử cụ thể. Và mỗi người ngoài hành tinh có một tần số sóng điện tử riêng biệt, giống như chúng ta có dấu vân tay khác nhau. Khi làm xong nhiệm vụ, người ngoài hành tinh bỏ lại những cơ thể này và tồn tại dưới dạng tinh thần phi vật chất. Khi cần thiết, họ lại nhập vào một thân xác mới để thực hiện một nhiệm vụ mới. Elle nói, tôi tin chắc rằng tất cả những sinh vật có ý thức đều có đời sống tinh thần bất tử và điều này bao gồm cả con người. Sinh mệnh là bất tử và mỗi sinh mệnh là hoàn toàn độc nhất, không thể sao chép. Matilda không hiểu rằng khái niệm sinh mệnh bất tử là gì bởi vì cô cho rằng tuổi thọ của con người là hữu hạn. Để minh họa, Elle bèn nói với Matilda, hãy thoát ra ngoài cơ thể. Đột nhiên, ý thức của Matilda bay bổng lên trên trần nhà, lơ lửng trên không. Từ trên cao nhìn xuống, cô thấy rõ thân xác mình đang ngồi ở phía dưới. Lúc bấy giờ, Matilda thực sự chấn động và hiểu ra rằng cơ thể bằng da bằng thịt này chỉ là vật chứa, còn linh hồn con người thực sự bất tử. Nhà tù trái đất. Khoảng 10.000 năm trước, có một số lượng lớn quân đội của lực lượng viễn chinh vùng lãnh thổ đã tiến vào giải ngân hà của chúng ta. Cũng vào thời điểm đó, có một chính quyền trung ương trong giải ngân hà với trụ sở chính nằm trong cụm sao ở cuối chòm sao Bắc Đẩu. Elle gọi đó là cựu đế chế hay Old Empire, cũng là một nền văn minh công nghệ cao đã chiếm đóng trái đất từ trước, nhưng thời kỳ hoàng kim của nó đã đi qua. Vì vậy, vùng lãnh thổ nhanh chóng chiếm được trái đất. Tuy nhiên, cựu đế chế vẫn còn có những căn cứ khác rải rác trong hệ mặt trời. Đến khoảng 8.200 năm trước, vùng lãnh thổ bắt đầu thiết lập căn cứ trên trái đất. Vị trí được họ chọn là dãy Himalaya, nằm ở gần biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Họ đào một cái hố rỗng lớn ở bụng núi. Không gian rộng lớn có thể chứa được nhiều tàu vũ trụ và 3.000 lính đồn trú. Lối vào và lối ra đều nằm trên đỉnh núi. Sau khi căn cứ được thành lập, nó đã bị tấn công bởi tàn dư của cựu đế chế và tung tích của tất cả các thành viên trong căn cứ đều không được biết đến. Người chỉ huy vội vã điều động một đội tìm kiếm và cứu hộ để tới trái đất. Tuy nhiên, các thành viên đội tìm kiếm và cứu hộ này cũng đã biến mất. Lúc đó, Elle chịu trách nhiệm học tiếng Phạn để lấy lời khai của các cư dân ở đây. Cô bảo rằng sau này người Ấn Độ đã gọi đĩa bay của cô là Vimanas, một tòa thành bay phát sáng rực rỡ. Sau khi rà soát, vùng lãnh thổ phát hiện rằng có một trường điện tử rất rộng lớn bao bọc lấy phần không gian vũ trụ này của dải ngân hà, trong đó bao gồm cả hệ mặt trời của trái đất. Mạng lưới điện tử này có thể chặn các sinh mệnh lại, ngăn không cho họ rời khỏi nơi đây. Các phi hành đoàn của vùng lãnh thổ đã bị mất tích. Hóa ra là họ đã bị tẩy não và đưa về trái đất sinh sống và đã hoàn toàn trở thành một sinh mệnh thuộc về trái đất. Toàn bộ trái đất thực sự là một nhà tù lớn, đã được cựu đế chế sử dụng làm nơi lưu đày cho các sinh mệnh trong hàng triệu năm. Elle nói rằng sinh mệnh không chết đi nhưng lại có thể bị tẩy não để khống chế. Sinh mệnh được gửi xuống trái đất trước tiên sẽ bị sốc điện cường độ cao và trí nhớ của họ sẽ bị xóa rất triệt để. Ngay cả với những ký ức thâm sâu nhất cũng sẽ quên hết và anh ta hoặc cô ta sẽ không còn nhớ ra mình là ai nữa. Bước tiếp theo, các sinh mệnh sẽ bị thôi miên và đưa thông tin giả vào trong bộ não trống. Anh ta hoặc cô ta sẽ mang một cái tên khác, sống một cuộc đời khác. Sau đó, anh ta sẽ được đưa vào hệ thống luân hồi của trái đất và sống trong cơ thể vật chất. Sinh mệnh của anh ta thoát ra sẽ bị trường điện tử giữ lại và không thể trốn thoát khỏi hệ mặt trời. Anh ta sẽ bị tẩy não một lần nữa và lại có được một danh phận mới. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, hết lần này đến lần khác. Trái đất chính là một nơi như nhà tù trong phim Ma Trận. Dù bạn có là người ngoài hành tinh, thì một khi tiến vào, bạn cũng không thể thoát khỏi nơi đây. What is the Matrix? It is the world
that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind. Các giả tướng che mắt con người. Bởi vì con người không biết rằng họ đang bị cầm tù về tư tưởng như trong phim Ma Trận, nên dưới con mắt của Al, lịch sử của nhân loại là một lịch sử giả tạo và đầy những khái niệm sai lầm. Ví dụ, con người vốn bất tử nhưng họ bị ảo tưởng rằng họ sẽ chết. Con người nghĩ rằng họ phát minh ra điều gì đó, nhưng thực ra vốn là trong não của họ đột nhiên nhớ ra một ký ức từ xa xưa. Con người nghĩ rằng họ tiến hóa từ vượn khỉ, nhưng điều ấy là một sự hoang tưởng vô căn cứ. Ví dụ, sự tuyệt chủng của loài khủng long trong kỷ phấn trắng thường được cho là kết quả của một tiểu hành tinh va vào trái đất. Tuy nhiên, theo Al, đó là do chiến tranh giữa các vì sao gây ra. Vào thời điểm đó, trái đất và các hành tinh lân cận đã bị bắn phá bởi vũ khí mang năng lượng nguyên tử. Bức xạ khí quyển và bụi mịn do vụ nổ bom nguyên tử gây ra rất giống với tình huống núi lửa phun, che phủ bầu trời và cả mặt trời. Kể từ đó, hầu hết các hành tinh trong khu vực này của dải Ngân Hà đã trở thành những nơi không thể trú ngụ được. Mặc dù trái đất là một ma trận, nhưng hệ thống tẩy não không phải là hoàn toàn tuyệt đối. Al nói rằng một số người có thể nhớ lại được các ký ức họ từng có trước đây và phục chế lại một số công nghệ. Người trái đất gọi chúng là các phát minh. Nhà khoa học Isaac Newton là một ví dụ. Chỉ trong vòng vài thập kỷ, ông đã định nghĩa lại rất nhiều các khái niệm khoa học và toán học. Vốn ông đã biết những điều đó từ trước. Bình thường thì không một người nào có thể khám phá ra nhiều thứ đến như vậy chỉ trong một đời người ngắn ngủi. Và những điều này đòi hỏi hàng triệu năm để phát minh. Vậy các thần đồng làm sao có thể học tập một cách mau lẹ như vậy? Thực chất là họ vẫn còn giữ lại trí nhớ trước khi bị tẩy não. Và những đời trước, họ đã tôi luyện thành thạo kỹ năng của mình. Họ đơn giản là biết chơi đàn hoặc biết làm toán kể từ trước khi họ ra đời. Al cũng phủ nhận thuyết tiến hóa của Darwin, bởi vì quá trình biến đổi gen là một quá trình vô cùng phức tạp, công phu, dày công nghiên cứu mới có thể chế tạo thành công một loài sinh vật. Bản thân Al cũng đã từng làm cho một công ty xuyên vũ trụ của người ngoài hành tinh chuyên nghiên cứu và phát triển gen nhằm tạo ra các loài sinh vật mới. Al cho rằng, việc một loài động vật ngẫu nhiên biến hóa thành một loài khác sau một thời gian là điều hoàn toàn sai lầm. Cách thoát khỏi nhà tù trái đất. Mặc dù vùng lãnh thổ là một đế chế có sức mạnh quân sự và trình độ công nghệ siêu việt so với các quốc gia vũ trụ khác, họ vẫn không thể phá bỏ lưới điện tử bao quanh trái đất và hệ ngân hà. Và nếu rủi ro bị mắc phải thì các sĩ quan của họ cũng chịu số phận bị tẩy não. Tuy nhiên, Al chia sẻ, hơn 2.500 năm trước, từng có một người trên trái đất đã tự mình vượt qua sự phong tỏa và vượt ngục thành công. Người trần gian này là Lão Tử. Al gọi ông là một nhà thông thái vĩ đại, cho rằng ông phải hiểu biết tường tận về một cuộc sống vĩnh hằng thì mới có thể có được khả năng tuyệt vời như vậy. Và có một người khác cũng đã tìm ra cách đột phá, đó là Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, Al nói rằng giáo lý ban đầu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã bị thay đổi hoặc mất đi sau 1.000 năm. Đây là một điều rất đáng tiếc. Vậy hai con người quyền năng này có điểm gì chung để có thể vượt ngục thành công khỏi nhà tù trái đất? 40 năm giảng pháp của Thích Ca Mâu Ni và cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử đều nói về từ đức. Đức hạnh là ưu tiên hàng đầu trong mọi tầng lớp xã hội. Chúng ta đều biết rằng một người tu luyện thành công sẽ có thể đả khai trí huệ và công năng của họ. Vậy lẽ nào việc tu luyện bản thân để cao đạo đức lại là chìa khóa để thoát khỏi nhà tù trái đất này? Lẽ nào tu dưỡng tâm linh lại là nền tảng của khoa học chân chính? Nếu những gì người ngoài hành tinh Al nói là sự thật, thì có lẽ nào đạo đức là cách để chúng ta tìm lại chính mình và thức tỉnh, thoát khỏi vòng luân hồi của thế gian? Và biết đâu với đạo đức làm nền tảng khoa học, con người có thể vượt qua trình độ công nghệ của cả người ngoài hành tinh? Các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận cho Hành Trình Bí Ẩn và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.